Đông Khuê, xin lỗi anh. Tôi sẽ khuyên nó, anh đừng lo. Để tôi sẽ nói với nó. Nelly nói cũng đúng. Anh không còn mặt mũi nào để nói với nó. Em hãy vô nhà đi. Đông Khuê. Vì việc của công ty, anh đừng có chán nản. Nếu như cần giúp đỡ thì anh cứ nói tôi biết. Được rồi, cảm ơn em. Anh đi cẩn thận. Tại sao con nói như vậy với ba con? Đó là thái độ gì? Má thật là cảm thấy thất vọng đối với con. Má chưa bao giờ thất vọng như vậy. Con cũng sắp thất vọng đối với má. Hôm đó ba ở trước mặt của dì ta đối xử với má thế nào? Chỉ vì má cho rằng ba là bạn của má, nhưng ba không nghĩ như vậy. Không lẽ là má không có tự ái? Tại sao má phải đeo theo ba? Làm như vậy không phải là đeo theo ba con, và lại tự ái, không nên dùng vào những lúc này. Hồi trước, lúc ba má chia tay, con đứng về phía má. Lúc má mở party ly dị, con rất bội phục má. Lúc má duy trì quan hệ bạn bè với ba, con cũng tán thành. Nhưng không phải làm kiểu này. Giả lại bây giờ, ba không có đáng cho chúng ta phải làm như vậy. Vậy thì bây giờ con muốn má làm thế nào? Con nói đi. Việc này làm sao mà con biết? Con chỉ biết là hận ba. Vậy là con muốn má phải hận ba con phải không? Con muốn hai mẹ con của mình suốt đời hận ba con như vậy, được chưa? Thời gian qua, con ráng nhịn là vì không muốn cho má nhìn thấy con buồn. Tại vì con biết má đã khổ tới cỡ nào. Cho nên con cố gắng không làm cho má phải lo lắng cho con. Con đã nhịn lâu lắm. Nhưng bây giờ, con thì không muốn nhịn nữa. Đúng. Cứ để con nhịn hoài cũng sẽ sanh bệnh. Nhưng tình trạng của ba con hiện giờ không được tốt. Tại vì trên sự nghiệp của ba con, ở công ty đã xảy ra một chút vấn đề, rất có thể sẽ phải đóng cửa. Vì vậy con hãy thông cảm cho ba con. Vào những lúc khó khăn này, con cũng muốn làm cho ba con phải đau lòng hay sao? Nếu con đã nhịn được bao lâu, có thể nào nhịn thêm một thời gian nữa? Con hãy nghe lời má. Con nghĩ lại coi, trong lòng của ba con buồn tới cỡ nào. Chuyện này không có liên quan tới con. Tôi muốn mua thêm một ít dưa thơm. Được, mời anh tự nhiên. À, thơm lắm. À, làm ơn cho tôi 5 cân. Dạ được. Người đàn ông lý tưởng trong lòng của tôi, không hiểu sao bây giờ lại trở thành như vậy. Tuyệt đối không phải mẫu người như anh. Hãy cho em ít thời gian. Xin anh hãy cho em ít thời gian để coi em có yêu anh hay không. Để coi em có yêu anh hay không. Người đàn ông lý tưởng trong lòng của em không phải là mẫu người giống như anh. Hãy cho em thời gian. Xin hãy cho em thời gian để biết em có yêu anh không. Xin anh hãy cho em thời gian để cho em biết. Vĩnh Châu, anh đã mua dưa thơm mà em thích nhất nè. Đã mua dưa về đàn ông cho em này à? Tránh ra để em tập trung đọc kịch bản. Người đàn ông lý tưởng của em sao lại trở thành như vậy? Hôm nay anh gặp mặt má của Nelly. Vậy tốt.
Có gì cần gặp thì cứ gặp, không sao hết. Người đàn ông trong lý tưởng của tôi. Lần trước tại anh sao mượn lại biến đổi số tiền như vậy? Của Thượng Nghĩa. Tiền đó là của má Nelly, đã cho mượn. Sao đọc hoài mà không thuộc. Anh làm ơn tránh ra chỗ khác. Người đàn ông lý tưởng trong lòng của tôi, không biết tại sao lại trở thành như vậy. Tuyệt đối không phải là một người giống như anh. Tuyệt đối không phải là một người giống như anh. Nói anh nghe rõ đi. Chuẩn bị sẵn cây vali, bỏ hết vật dụng hàng ngày, hai bộ quần áo để thay, và thuận tiện trốn bất cứ lúc nào. Tuyệt đối không thể chần chờ. Thời kỳ cao trung, cái gọi là tuyên ngôn trinh khiết đều tập hợp ở tại sảnh đường. Tuyên ngôn trinh khiết, tuyên ngôn trinh khiết đều tụ tập tại sảnh đường, tụ tập ở sảnh đường. Thời kỳ cao trung, cái gọi là tuyên ngôn trinh khiết đều được tụ tập ở tại sảnh đường, tụ nè. Tập ở sảnh đường. Anh chỉ muốn hỏi em một câu. Thế em cho rằng ý nghĩa vợ chồng là gì? Bây giờ em không muốn nghĩ tới. Em muốn tập trung tinh thần vào vai diễn của em. Anh có biết không? Vai nữ diễn chính lần này là một cô gái độc thân 20 mấy tuổi. Có tràn trề sức sống nên em phải luyện tập. Bây giờ em muốn quên đi sự thật là em đã có chồng, mà thời cao trung gọi là tuyên ngôn trinh khiết, được mọi người tụ tập ở tại sảnh đường. Anh phải ra ngoài. Cảm ơn. Mọi người nên tìm cho mình một con đường nhanh chóng, sớm tìm được một việc làm mới. Công ty còn có nhiều chuyện phải làm, một mình ông chủ làm sao nổi. Tôi cần phải một mình gánh vác hết. Bởi vì đối diện với mọi người, tôi đã cảm thấy ái ngại lắm rồi. Cảm thấy rất có lỗi. Ngay cả tiền nghỉ việc mà tôi trả không nổi. Chờ sau này ông chủ Đông Sơn tái khởi. Được. Tới lúc đó tôi nhất định trả bù cho mọi người. Không phải vậy đâu. Tới lúc đó ông chủ nhớ kiếm chúng tôi. Cảm ơn. Xin cảm ơn tất cả anh chị em. Tôi rất biết ơn tất cả mọi người. Được rồi, bắt đầu quay. Chuẩn bị. Action. Action. Quay máy qua. Quay máy qua bên. Đạo diễn Kim, sao vẫn chưa tới? Xe phone lại gọi không được, tại sao? Anh đã tới khách sạn sửa lại kịch bản. Chị không biết à? Sửa lại kịch bản? Sao tôi không biết? Ở tại khách sạn nào? Chuyện này tôi không rõ. Anh đi một mình hay là với ai? Tôi không nghe nói cứ đi với ai. Chị có chuyện gì? Bây giờ phải làm sao? Nè, nếu ảnh có tới đây nhờ em, kêu ảnh liên lạc với tôi. Ừ, dạ được. Ai đang nói chuyện vậy? Dạ. Alo, anh Thanh có sao hay không? Dạ không gì. Tôi thật sự có yêu ảnh. Anh muốn chửi tôi hay làm gì tôi cũng được. Nhưng mà trước mặt tôi, xin anh đừng có xin nhục ảnh. Vì ảnh là người tôi đã yêu. Xin anh hãy nhớ lấy.
tập trung tinh thần, quán triệt thủy chung, tập trung tinh thần. Có chuyện gì học trưởng lại tới phòng mạch của tôi? Má có mận kính, hiện giờ đang gặp với người bạn học tiểu học, chắc là có biết chuyện này, phải không? Anh ngồi xuống đi. Tôi không có muốn ngồi, có quen hắn hay không? Có quen, anh hay ngồi xuống trước. Sao? Để xảy ra chuyện gì? Chuyện này tôi thật sự khó mở miệng nói ra. Anh hãy nói nghe đi. Tình Hy nó rất yêu người đó. Tình Hy chính miệng nó nói ra như vậy, có thật hay không? Đúng vậy. Lúc đó thì chính tay của tôi nghe thấy và chính mắt tôi nhìn thấy. Cô còn nói tôi đuổi cô đi, cô sẽ kiếm người đó. Vậy thì bây giờ anh tính thế nào? Việc này còn hỏi nữa hay sao? Đương nhiên phải xác định hai người tiến triển tới đâu rồi mới làm quyết định. Học trưởng, Tình Hy đi với người đàn ông đó, ngay cả nắm tay cũng không có, tôi dám bảo đảm. Với một người đàn ông chưa có từng nắm tay qua, làm sao có thể nói là yêu hổ, vậy lại còn nói trước mặt chồng mình. Cho nên tôi sớm có lời khuyên can với anh rồi, kêu anh đối với Tình Hy tốt một chút. Còn muốn tôi đối với cô tốt cỡ nào? Kiếm tiền cho cổ xài, quần áo cho cổ mặc, ăn no ngủ ấm rồi bắt đầu sinh tật. Anh đừng có nói như vậy nữa. Không phải chỉ có như thế là đủ. Chẳng có người đàn bà nào chịu đựng cuộc sống như vậy, bị chồng của mình coi thường vô cùng. Tôi coi thường cổ? Cô nói gì vậy? Tôi đi coi thường cổ ở chỗ nào? Không lẽ cô muốn tôi nói rõ ra từng việc? Học trưởng, anh có từng bao giờ nghĩ qua không? Tình Hy cũng là một cá thể có nhân cách. Mặc dù không dám vọng tưởng tới nam nữ bình đẳng, nhưng mà cô ấy bây giờ cũng là mẹ của các con. Anh có từng trân quý cô ấy chưa? Anh hãy đứng ở lập trường của cô ấy, đứng ở lập trường của người đàn bà mà nghĩ lại đi. Tôi là đàn ông mà tại sao phải đứng ở lập trường đàn bà mà suy nghĩ? Cho dù ông tự có sập xuống, đàn ông vẫn là đàn ông, đàn bà vẫn là đàn bà. Nếu như tôi là Tình Hy, tôi đã bỏ anh từ lâu rồi. Còn mặt không, anh hãy sửa đổi lại những suy nghĩ chính xác của anh. Tôi đây không phải là một người để mặc người khác tùy ý thay đổi. Nếu mà Lý Tình Hy muốn thay đổi tôi, vậy tôi không có muốn người đàn bà này nữa. Cho nên tôi muốn làm phiền cô một việc. Tôi gian xin cô hãy giúp tôi nói với Tình Hy, bảo cô ấy thời dịp này hãy dứt khoát với người đàn ông đó đi, bỏ ông ta. Nhưng mà với tiền đề là cô ấy chưa có nắm tay người đàn ông đó, thì đương nhiên là phía sau của tôi không phải nghiêm chỉnh mà nói chuyện lại với cô ấy. Nhưng mà tôi không dám bảo đảm sẽ làm như thế nào. Học trưởng, tôi chỉ muốn nói thêm một câu. Lúc anh nói chuyện với Tịnh Hy, hãy moi trống trái tim của anh trước. Cô nói thành một cơ hội cuối cùng. Cho rằng đây là một cơ hội cuối cùng, phải là người đàn bà đó kìa. Trong thời gian này tôi quá thả lỏng cô ta đi. Lý Tình Hy, cuối cùng cô đã gây ra đại họa rồi. Cô thì là ngu quá. Tình trạng này bây giờ phải làm sao? Thu dọn đi. Đã nhìn được bao lâu, tại sao không ráng nhìn đi? Ráng nhìn thêm một chút nữa, thêm 10 năm. Không nhìn thì thêm 15 năm. Tại sao chứ? Bây giờ phải làm thế nào? Bây giờ phải làm thế nào đây? Alo, Tình Hy, tôi muốn gặp chị. Tôi bận lắm. Tôi tới nhà kiếm chị ngay.